chào mọi người, mình là Rachel đến từ kênh Rachel Lee's Marvel. Hôm nay mình lại mang đến một bức tranh khác về một loại chó mà mình thích nhất. Không biết có bạn nào thấy mới vào clip mà vẽ nhanh quá thì mọi người có hoảng không nhỉ? Đừng lo nha, vì mình vẽ nhanh khúc này nhưng mình sẽ give away file AI của phần shape đó. Mình sẽ đính kèm ở phần description link down file và brush free, còn cái nào phải mua thì mình sẽ để link. Nhìn tới khúc này không biết các bạn có đoán ra được loại chó này chưa ta? Đó là giống Shiba Inu đó, mình đã vẽ tay trước và dùng Pen Tool cùng các shape để tạo hình. Một khi các bạn đã download xong thì chúng ta bắt đầu tô màu nha. Hoặc nếu các bạn đã có một ý tưởng khác của riêng mình thì cũng có thể tham khảo cách tô màu của mình. Chúc mọi người vẽ thật vui, nếu thấy hay đừng quên like và subscribe channel Rachel Lee's Marvel nha. Ok, nếu mọi người đã mở file của mình ra thì sẽ thấy mình đã add sẵn một số màu ở bảng swatches. Mình sẽ dùng màu vàng, hồng, tím trong đó để vẽ nền trong Photoshop. Mình để opacity của mỗi cái là 100% và từ màu gốc thì mình sẽ chỉnh lại sắc độ cho phù hợp hơn. Bây giờ mình sẽ thêm một layer mới và tô nó bằng brush mây. Mình khá thích dùng brush để tô màu. Brush này mình có đính kèm trong file, giờ mình sẽ set up layer là overlay opacity 50%. Tiếp để điều khiển nhanh brush là phím hoặc đóng hoặc mở để phóng to hoặc thu nhỏ, phím shift cộng mũi tên trái phải để xoay. Mọi người cứ vẽ brush theo cảm nhận của mình, sự tự do sẽ khiến cho bức tranh trông có hồn hơn. Tiếp theo mình dùng brush canvas tạo một layer mới để vẽ nó. Brush này trong bộ của Kyle Brush. Bộ Kyle thì bạn nào mua Photoshop sẽ có sẵn nó, không thì mọi người có thể Google để download. Sau khi đã vẽ xong thì mình sẽ group tất cả các layer nền lại để kéo qua Illustrator. Ctrl Shift ngoặc để kéo nó ra sau cùng và chỉnh lại kích thước phù hợp nha. Giờ mình dùng màu gradient để tô từ sau ra trước, mình luôn bắt đầu với thứ tự như vậy. Mình rất hay dùng Edit Color, Recolor Artwork để tạo ra nhiều sắc độ và thử nghiệm. Mình sẽ áp dụng kỹ thuật này nhiều trong clip nên mình sẽ không lặp lại bước này ở phần sau nữa nha. Một kỹ thuật khác với cái nền này là mọi người sẽ tạo phần rìa có chất liệu bằng cách dùng mask. Sau khi đã copy part của nền, mọi người double click vào file copy đó để vào isolation mode. Bấm vào make mask, bỏ tick all clip, cái bảng này mình mở trong menu window transparency. Chọn hết part của nền, click vào phần mask để dán nó. Mask này cũng như Photoshop thôi, nên mình sẽ dùng màu trắng hoặc đen để tô và chọn lại cọ phù hợp với chỉnh lại size. Tuy nhiên mấy cái này nên làm sau cùng nha, vì dùng cọ này nặng lắm, đứng máy hoài luôn á. Mình chỉ demo trước cho các bạn xem thôi, tô hết xong rồi hẳn tính đến chuyện dùng mask này. Giờ mình vẽ thêm khói bốc lên, tô màu gradient bán trong suốt và thêm Gaussian Blur. Thông số blur là 30 pixel, chế độ overlay nha mọi người. Giờ thì mình tô màu cho các cục này vẫn dùng màu gradient vàng hồng. Mình dùng mod roll inside vẽ thêm khối bên trong nha. Cục tròn này thì tô gradient bán trong suốt màu tím kiểu radio, mình bấm vào gradient để chỉnh nó. Mọi người có thể kéo giãn nó ra, đổi vị trí điểm màu tùy theo cách nào mà mọi người cảm thấy phù hợp. Tương tự thì mọi người sẽ tô màu cho những thành phần trang trí khác nhé. Giờ thì mình tô màu cái tô này đã có mask sẵn, mọi người tô màu trắng dùng chế độ soft light 50%. Làm vậy thì cái đế sẽ bị lộ, giờ mình copy một phần tô và dùng shape builder để gọt lại nha. Mình dùng phím A chọn các point để copy, sau đó Ctrl Shift V để dán đè lên trên tô. Quyết chọn đế tô và thân vừa dán, chọn shape builder. Mình giữ Alt và click để loại bỏ các shape thừa. Ctrl Shift V thêm một lần nữa, nhưng lần này sẽ là tạo lai sáng bên trong tô nha. Mình đổ màu hồng, chế độ overlay và thêm Gaussian Blur 12 pixel. Giờ thì mình dùng Pen Tool để vẽ họa tiết cho nó. Vẽ xong thì bao góc tất cả nha mọi người. Vẽ thêm một hình chữ nhật bao góc và dùng Free Transform Tool để bẻ nó cho phù hợp.
Làm tương tự thì mình được thêm một vài shape như thế này, rồi tô màu và chế độ overlay nha. Mình dùng chủ yếu màu xám và đen để tô, đổi sắc độ một chút để hai mảng đè lên trên nhau. Phần thân tô thì mình dùng Freedom Gradient kết hợp vàng hồng tím để phối. Sau khi tô màu cam cho viền trên thì mình copy point để tạo một viền dưới. Mình dùng một cái brush mình mua, Grand Brush Vectorpad 01 để tạo hình cho viền. Tô màu trắng xong mình đổi sang chế độ Soft Light. Mấy cái viền nhỏ này thì mình tô màu cam và thêm Inner Cloud. Thông số như trên hình nha mọi người. Giờ mình sẽ tô màu cho các item còn lại, vì cũng chỉ là dùng màu gradient nên mình sẽ skip qua. Do map sẽ không tô Freedom Gradient được nên mình sẽ copy ra một cái shape mặt khác. Giờ mình sẽ phối màu cam cho mặt nha. Phần lông dưới mình dùng màu trắng Soft Light thêm Gaussian Blur. Mình còn Offset Path để tạo thêm một phần nhỏ ở phía trong. Mình có chỉnh lại thông số Blur còn 12 pixel cho phù hợp hơn. Giờ mình sẽ tạo cọ để vẽ lông. Vẽ trước một shape nhọn như thế này, sau đó copy ra và chỉnh kích thước. Bấm vào bảng Brush, Create a New Brush ở dưới, chọn Add Brush, Method, Tin và OK. Brush nhọn đó là cái mình mới tạo, mình sẽ dùng nó để tỉa thêm tí lông cho chú chó của mình. Mình vẽ xong Outline nó, Unite và Ctrl 8 để tạo shape, sau đó chỉnh lại màu Gradient bán trong suốt. Mình cũng có thêm tí Gaussian Blur cho mềm mại. Giờ thì mình sẽ tô màu vàng trắng cam cho phần trứng ở phía trên. Phần này cũng chỉ dùng màu gradient bình thường. Mình có vẽ thêm một vài đường highlight, sau đó blur để làm mềm nó hơn. Nhiều bạn có hỏi về màu thì mình chỉnh rất là nhiều, cho nên mọi người vào Cripple đao tranh về và chấm nha. Dùng công cụ Eyedropper Tool để hút màu thì sẽ chính xác hơn nha, tại vì có nhiều màu lắm. Giờ tới phần vui đây, mình sẽ dùng brush dựa vào các mảng trước đó để vẽ sợi mì. Cái này mình dùng Wacom để vẽ thì tiện hơn nha. Mình chỉnh đầu stroke lại thành bó gốc nha mọi người. Giờ mình sẽ phối màu vàng nâu cho phần mì mình vẽ. Thêm crop shadow màu nâu nữa là xong hiệu ứng rồi đó mọi người. Làm tương tự cho các phần mì còn lại nha. Kết quả chúng ta sẽ được một tô mì như thế này, trông cũng ok ha. Ở phần tempura thì mình dùng một cây cọ xước mặc định của Illustrator để thêm họa tiết. Cứ vẽ lần lượt cho đến khi phủ kín hết tempura thì thôi.
Giờ mình tiếp tục hoàn thiện các phần còn lại với kỹ thuật như mình đã làm ở trước đó. Giờ mọi người cứ tùy hứng thêm thắp nha, ai thích ăn hành thì cho hành. Để thêm hiệu ứng nữa thì mình sẽ lưu file AI và đặt nó vào trong Photoshop. Mọi người nhớ tạo hai document cùng kích thước và độ phân giải thì khi dán sẽ không bị lệch. Giờ mình tiếp tục dùng cọ Granny Brush trong bộ cọ mình mua để thêm effect. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ copy phần nền này qua dưới dạng pixel layer thôi. Mình control click vào layer để tạo vùng chọn, sau đó vẽ cọ ở trên một cái layer khác. Đây là ví dụ về cách mình làm hiệu ứng trong Photoshop. Cọ khá là đẹp và nhẹ hơn khi dùng AI. Còn đây, khi mình vẽ thêm một cọng mì vào miệng của chú chó trong Illustrator và lưu lại thì Photoshop nó cũng sẽ update file của mình luôn, khá là tiện lợi. Giờ mình sẽ cho các bạn xem tác phẩm sau cùng nha, mong là mọi người sẽ thích nó. Hẹn gặp mọi người ở những tutorial thú vị kế tiếp. Xin chào!